Chào các bác, video em chia sẻ với các bác cách sử dụng TradingView. Sau khi mình đã chọn được đồng coin và chọn lên xem biểu đồ ấy, thì nó sẽ ra vị trí này, đúng không ạ? Vậy thì mình muốn trở lại một khung thời gian trong quá khứ, thì mình sẽ chú ý đến cái chỗ này, kích vào đây. Mình đánh vào bất cứ cái năm này, ví dụ là năm nay năm 2024, mình muốn chuyển sang năm 2022, mình sẽ kích vào đây, ghi chữ năm 2022 vào đây, đúng không ạ? Ngày luôn. Đấy, sau đó kích chữ đến. Đến thì nó sẽ vị trí nó sẽ đến luôn vị trí đó cho mình. Đấy, đây này các bác nhìn thấy vị trí nó này. Đấy, mình sẽ cắt cắt đi. Cắt đi. Đấy, để nó về đúng vị trí đó. Đấy, đây là vị trí đó. Còn nếu mà mình muốn cắt một hai cây nến tiếp theo, mình sẽ kích vào đây. Đấy, kích vào đây. Đó, rất là hay đúng không ạ? Nếu mà mình muốn cố định cái công cụ vẽ này thì mình phải khóa nó lại. Thì khi mình di chuyển này ấy, hoặc là mình kích vào đây sợi vào một cái công cụ nào nó cố định cho mình. Đấy, rất là hay đúng không ạ? Và mình sẽ tự động khớp màn hình. Đấy, để cho nó khớp với màn hình như mình. À, rất là hay công cụ này. Đấy, cho mình để mình trong quá trình mình test. Đấy, cái này là chạy thủ công này, này chạy tự động này, chạy tự động này, chạy tự động cho mình. Đây, tốc độ chạy này. Đấy, đây là muốn lùi lại theo ý mình. Đấy, còn đây là tốc độ chạy. Đấy, còn nếu mà mình muốn không muốn trở lại bên đầu, mình cắt vào đây nhé. Cắt mỗi cái này đi. Đấy, nó sẽ trở lại ban đầu cho mình. Đấy, xác nhận rồi đây. Đấy, nó trở lại ban đầu cho mình. Năm 2024 luôn. Ha. Đấy, đây là cái tác dụng để mình backtest. Backtest này. À, khá là hay mà đến một phát đến đúng vị trí luôn, đúng không ạ? À, rồi, em chào các bác.